Xin chào quý bà con cô bác cộng đồng mạng. Xuân Mỹ Vlog trở lại đây với một cái tin rất hot quý vị ơi. Thì trước tiên Xuân Mỹ Vlog xin kính chúc quý bà con cô bác cộng đồng mạng dồi dào sức khỏe, may mắn trong cuộc sống và bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì Xuân Mỹ muốn đưa cái tin này nhanh đến quý bà con cô bác cộng đồng mạng để quý bà con hiểu thêm hoàn cảnh của em thần tượng nhí của chúng ta. Cậu trai cậu Út Gò Công, đó là em Cường. Và thông báo cho mọi người biết cái tin vui là Xuân Mỹ đã liên lạc được với cô chủ nhiệm của em Cường, đó là cô Oanh, cô Kim Oanh nha mọi người. Cô Oanh là người thường xuyên, coi như là sau cái sự cố thì em Cường là giữ mối liên lạc với cô Oanh. Nói chung là từ khi mà em ấy đạt giải quán quân cho đến nay thì giữa em ấy và cô Oanh vẫn duy trì cái mối thông tin liên lạc đó. Và lần nào về quê, theo cô nói thì lần nào về quê thì em Cường cũng ghé thăm cô, và có việc gì thì em cũng gọi điện thoại trao đổi với cô. Thì ở góc độ Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ là nghĩ cô Oanh như là người mẹ thứ hai của em Cường vậy đó mọi người. Thật sự mà nói là có cái bài hát là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giống như mẹ hiền đó mọi người. Mẹ và cô là hai cô giáo. Thật sự là em Cường có được cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần rất lớn từ cô Oanh. Thì Xuân Mỹ muốn qua cái cuộc trao đổi của Xuân Mỹ với cô Oanh á, thì cô Oanh cũng cho Xuân Mỹ biết rất là nhiều thông tin. Nhưng mà ở góc độ của Xuân Mỹ và những cái gì xảy ra với em Cường, cũng như là những cái gì cần thiết trao đổi qua đây, thì Xuân Mỹ sẽ cho quý bà con cô bác biết. Và những cái gì cần giữ lại thì Xuân Mỹ sẽ giữ lại, chứ không phải là cuộc trao đổi của cô Oanh với Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ sẽ đưa ra hết cho mọi người biết. Xuân Mỹ chỉ tóm tắt cái ý của cô Oanh gửi lên đến cộng đồng mạng và những bà con cô bác xa gần, trong fan club và ngoài fan club, là những người mà ủng hộ, theo dõi, hỗ trợ tinh thần cho em Cường. Thì lời đầu tiên là cô Oanh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con cô bác xa gần, trong fan club cũng như ngoài fan club, đã theo dõi, động viên, ủng hộ và bảo vệ em Cường trên mạng truyền thông cũng như là trên các cái phương tiện Zalo, Facebook, YouTube, vân vân. Thì cô hết sức là gửi lời cảm ơn. Và cái thông tin tiếp theo thì cô muốn thông tin cho fan club biết là em Cường hiện nay sức khỏe ổn, cuộc sống ổn định sau khi ra riêng. Em ấy thuê một căn hộ riêng, giá phải chăng, phù hợp với túi tiền của em ấy hiện nay. Và để em ấy, và cái việc lớn nhất hiện nay là em ấy tập trung cho cái việc học năm thứ nhất. Đó là cái thông tin mà như từ trước tới nay Xuân Mỹ cũng đã liên lạc với trường, là em Cường chỉ tập trung việc học của mình. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là thông tin trả lời câu hỏi là em Cường có đi hát trở lại hay không. Thì cô, theo quan điểm của cô thì cô Oanh cũng nói là có một vài bầu show đã liên lạc với cô để mời em Cường đi hát trở lại. Và theo ý của cô cũng như là theo quan điểm của cô Oanh và ý của em Cường, thì em ấy sẽ sắp xếp trở lại với sân khấu một ngày gần nhất. Chưa có lịch cụ thể và chưa có show diễn nào chính thức nha mọi người. Tức là em ấy chỉ suy nghĩ là sẽ trở lại sân khấu một ngày gần nhất, nhưng chưa có lịch và cũng chưa có chính thức ký kết hợp đồng một show diễn nào với bất kỳ ai ha. Còn về việc đi diễn ở bên Mỹ thì em ấy nói là vấn đề này em ấy chưa nghĩ tới, cũng chưa khả thi. Nếu quay trở lại diễn, em ấy sẽ diễn ở sân khấu trong nước. Em ấy sẽ diễn ở sân khấu trong nước trước. Và cái việc mà đi show ở nước ngoài thì từ từ sau. Tức là em ấy bây giờ em ấy không có quan tâm tới những cái show diễn nước ngoài. Và quan trọng là em ấy vẫn
giữ cái tiếng hát của mình, tức là cái đam mê. Xuân Mỹ nói là cái đam mê sân khấu, đam mê âm nhạc em ấy vẫn còn, và em ấy nói với cô của mình là em ấy sẽ trở lại sân khấu một ngày gần nhất sau khi mà sắp xếp cái việc học học hành ổn định. Thì đó là một cái tin rất vui cho không chỉ riêng Xuân Mỹ mà tất cả những bà con cô bác fan của em Cường đã theo dõi em. Và đúng không mọi người, cô thì cô nói là ngày hôm qua đã qua rồi, cho nên là em Cường phải đi tới bằng đôi chân của mình. Và việc ca hát là lời ca tiếng hát là cái công sức của chính em ấy không nhờ vào ai, cho nên là em ấy ngoài việc học, em ấy nếu có khả năng, nếu có thời gian thì em ấy sắp xếp đi hát, và em ấy cũng có suy nghĩ đó. Và một ngày gần nhất thì em ấy sẽ xuất hiện trở lại, chứ không phải là ngày mai, ngày mốt nha mọi người. Mọi người cứ là chờ, tức là ở đây không ai có thể làm áp lực với em Cường, bởi vì là Xuân Mỹ biết là em ấy sau cái sự cố đó em ấy stress rất là nặng, mà mọi người thấy cái hình ảnh em Cường qua cái buổi livestream của Trang Mắm là mọi người thấy là hình ảnh hết sức là chua xót rồi ha. Cho nên là tất cả chúng ta hy vọng và động viên em là giữ gìn sức khỏe đầu tiên nè, tiêm đầy đủ vaccine, giữ gìn ăn uống bảo vệ sức khỏe trong cái thời điểm mà dịch bùng phát trở lại hiện nay. Thì học thì học online rồi, nhưng mà ở góc độ Xuân Mỹ cũng có liên lạc với trường Đại học Hoa Sen đó, thì Xuân Mỹ cũng biết là trường có cái trung tâm trải nghiệm việc làm sinh viên, thì hàng tháng trường cũng sẽ cũng có liên lạc với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách đồ để giới thiệu việc làm cho sinh viên. Thì Mỹ nghĩ là đây là một cái nơi mà em Cường tìm việc bán thời gian tốt nhất, thuận lợi nhất. Nó vừa là để tích lũy cái kinh nghiệm trong cái việc học tập của mình, vừa là có thêm thu nhập. Nhưng mà bây giờ thì chưa. Cô anh nói là bây giờ là cả gia đình chưa làm gì hết, tức là em Cường chỉ tập trung việc học và gia đình ổn, sức khỏe em Cường ổn. Mọi người hãy an tâm và chờ đợi ngày trở lại sân khấu của em Cường. Và bởi vì là cái em Cường cũng cần phải có cái thời gian ngoài mọi người, mới có 2-3 tháng thì cũng chưa thể sốc lại cái tinh thần của mình nhanh như vậy được, tức là phải có một cái thời gian sốc lại cái tinh thần của mình. Và Xuân Mỹ nói rất là nhiều lần là Xuân Mỹ ủng hộ em Cường đi theo cái việc học. Học là quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay. Thì thông qua đây thì Xuân Mỹ cũng muốn nói thêm với các chị ở thành phố Hồ Chí Minh là có nhà ý muốn giới thiệu việc làm cho ba mẹ em Cường, thì cô anh nói là để cô anh có lời nhắn là để cô anh sẽ liên lạc với gia đình em Cường, nếu như mà gia đình đồng ý thì cô sẽ cho kết nối với ba em Cường để các chị giới thiệu việc làm cho ba em Cường. Thì cái đó là Xuân Mỹ ủng hộ. Xuân Mỹ rất muốn là gia đình em Cường cũng như là em Cường bình tâm và ổn định cái cuộc sống ở thành phố. Còn một cái tin này, qua cái tin này cũng là trả lời cho các anti fan mà công kích xúc xỉm những mạnh thường quân lên tiếng giúp đỡ em Cường mà bây giờ im re đó ha. Xuân Mỹ biết thông tin từ fan club, nhưng mà hôm nay cô anh cũng xác nhận lại một lần nữa là em Cường và gia đình em Cường không chấp nhận, tức là không chấp nhận và chưa nhận lời, tức là không và chưa nhận lời giúp đỡ của những mạnh thường quân. Là em ấy là nói là em ấy sẽ làm lại cuộc sống bằng chính công sức của mình, chứ em ấy sẽ không có nhận lời của mạnh thường quân nào hết. Tức là từ khi ra khỏi chỗ đó cho tới giờ là em ấy không và chưa, chứ không phải là mạnh thường quân người ta lên tiếng rồi người ta bỏ buông xuôi, người ta lên tiếng chỉ cho vui nha mọi người. Đó, đây là một cái câu trả lời
cho là chính thức cho anti-fan của em Cường hôm nay xúc xỉn công kích Mạnh Thường Quân, đó là nói cho vui, nói để đánh bóng tên tuổi trên truyền thông chứ đâu có giúp đỡ gì gia đình em Cường đâu. Thì bây giờ mẹ Xuân Mỹ xin nói là cô chủ nhiệm của em Cường cũng nói là gia đình em Cường và gia đình em Cường là chưa và không, cho tới giờ phút này là chưa có nhận lời và không có nhận lời mà sự giúp đỡ của bầu của Mạnh Thường Quân nào. Cho nên là cái việc mà công kích Mạnh Thường Quân đó, các người cũng là đừng có công kích người ta ha. Đó, hôm nay là có một cái thông tin chính thức như vậy chứ không phải người ta lên tiếng để cho vui. Người ta lên tiếng để là đánh bóng tên tuổi người ta rồi người ta không giúp em ấy, mà chính em ấy và gia đình em ấy chưa nhận điều đó. Và cô cũng thông tin là em Cường và gia đình sẽ sửa sang lại cái căn nhà của mình ở quê cho tươm tất, khang trang lại. Điều đó thì gia đình em Cường sẽ làm, nhưng mà không nhận của bất kỳ Mạnh Thường Quân nào. Thì thông qua đây thì Xuân Mỹ cũng nói cho mọi người biết và nói cho anti-fan biết là gia đình em Cường không nhận lời của Mạnh Thường Quân, chứ không phải là Mạnh Thường Quân nói cho vui rồi bỏ gia đình em Cường khó khăn. Mà em Cường ổn, tức là câu trả lời cuối cùng là em Cường và gia đình hiện nay như thế nào, thì cô trả lời là em Cường và gia đình em Cường ổn và đang từ từ sốc lại tinh thần và sẽ làm việc trang trải cuộc sống bằng chính đôi tay và sức lực của mình. Đó, đó là những gì, nội dung tóm tắt những cái nội dung mà cần trao đổi, cần thông tin cho fan biết thì Xuân Mỹ thông tin cho anh chị em fan biết và bà con cô bác fan lớp cũng như trong và ngoài fan lớp đang theo dõi và muốn biết thông tin về em Cường thì Xuân Mỹ nói như vậy. Là còn riêng quan điểm của Xuân Mỹ thì rất ủng hộ em Cường một ngày nào đó lấy lại được tinh thần phong độ, trở lại sân khấu lên sàn diễn. Nhưng mà vào lúc này thì Xuân Mỹ vẫn là ủng hộ em chú tâm cho việc học, vì cô nói là em bắt đầu năm học cũng trễ, cho nên là cái mọi sự tập trung của em hiện nay là tập trung vào việc học online để theo kịp cái chương trình. Và đó là một cái tin tốt mọi người, tức là Xuân Mỹ rất là nhiều lần qua video của Xuân Mỹ, qua ý kiến của Xuân Mỹ là Xuân Mỹ khẳng định tri thức là quan trọng nhất trong cuộc sống, cho nên việc học học để nắm bắt tri thức trong cuộc sống là rất quan trọng. Cho nên Xuân Mỹ cũng muốn là em Cường của mình tập trung vào thời gian này là tập trung vào việc học và nắm bắt được những cái kiến thức của tại trường. Thì đó là những cái gì mà cuộc trao đổi đầu tiên của Xuân Mỹ với cô Kim Oanh, và cái tin vui mà chính thức, cái thông tin chính thức mà chúng ta muốn biết là cuộc sống em cậu Út Gò Công của chúng ta như thế nào hiện nay, thì Xuân Mỹ đưa đến cho bà con biết như vậy. Thì đó là những thông tin đầu tiên. Sau này có những thông tin gì tiếp theo Xuân Mỹ sẽ cung cấp cho mọi người biết. Nhưng mà mọi người hãy nhớ một điều là em Cường và gia đình em Cường ổn, sức khỏe ổn, và em Cường chỉ tập trung việc học, chưa tính tới việc làm. Ngay thời điểm này chưa có show diễn nào, chưa có hợp đồng chính thức với bầu show nào, và nhất là đi nước ngoài lại càng không. Cho nên là một ngày gần nhất em Cường sẽ xuất hiện trên sân khấu trong nước, nhưng mà ngày đó chưa công bố ha mọi người. Đó, đó là những gì thông tin của em Cường mà Xuân Mỹ muốn đưa hôm nay. Xin chúc mọi người luôn luôn khỏe và hãy giữ thực hiện đúng 5K để là bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình mình trong tình hình dịch Covid đang phức tạp trở lại như hiện nay. Xin chào tạm biệt, hãy bấm đăng ký kênh, share và ấn chuông thông báo để là theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.